Kim Se-yeon, Born Again, mỹ nhân cổ trang gây tranh cãi vì diễn kém nhưng luôn được o bế. Với vẻ đẹp trong trẻo ngọt ngào, Kim Se-yeon được công chúng gọi với danh xưng mỹ nhân cổ trang. Thế nhưng trong suốt 10 năm sự nghiệp, thực lực diễn xuất của nữ diễn viên luôn gây tranh cãi và được cho là đang được o bế quá đà. Kim Se-yeon tên thật là Kim Yun-chung, sinh năm 1994. Nữ diễn viên là gương mặt quen thuộc với khán giả và từng gây sốt trong các phim truyền hình như Con gái của chồng tôi 2011, Mặt nạ cô dâu 2012, Bác sĩ xứ lạ 2014 và Hoa trong ngục tối 2016. Dù quen mặt trong các bộ phim là vậy, thế nhưng với lối diễn xuất nhạt nhòa, Kim Se-yeon vẫn mãi không thể được khán giả điểm mặt gọi tên. Khán giả hay xem phim cổ trang Hàn Quốc chắc hẳn đều biết đến cái tên Kim Se-yeon. Với xuất phát điểm tốt, nữ diễn viên nghiễm nhiên trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng trong dòng phim cổ trang. Ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, Kim Se-yeon đã gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp sẵn có, nụ cười ngọt ngào cùng gương mặt trong veo của Kim Se-yeon để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Ngoài những phim cổ trang, Kim Se-yeon còn có nhiều vai diễn ấn tượng khác thuộc nhiều thể loại phim. Từ khi mới tham gia diễn xuất, Kim Se-yeon đã có rất nhiều giải thưởng cho riêng mình. Tuy nhiên, không vì vậy mà lối diễn xuất của Kim Se-yeon được lòng khán giả. Thậm chí, việc liên tục được xuất hiện trong nhiều bộ phim đình đám bên cạnh loạt bạn diễn tên tuổi đã khiến Kim Se-yeon bị nhận xét là đang được o bế quá đà so với năng lực. Kim Se-yeon hiện đang là nữ chính ở tác phẩm truyền hình thuộc thể loại kỳ ảo giả tưởng Born Again tái sinh phát sóng trên đài KBS. Trong phim, mỹ nhân đảm nhận cùng lúc hai nhân vật khác nhau. Đây là một thách thức đối với người đẹp, bởi diễn xuất của cô vốn không được khán giả đánh giá cao. So sánh với màn thể hiện của hai bạn diễn gồm Chan Ki-yeon và Lee Soo-yuk, Kim Se-yeon được đánh giá là hoàn toàn nhạt nhòa. Đầu năm 2020, Kim Se-yeon xác nhận tham gia Born Again. Cô phải khắc họa chân dung hai nhân vật có tính cách khác nhau, gồm Chung Ha-eun, một chủ tiệm sách cũ sống trong thập niên 80, và Chung Se-bin, một hướng dẫn viên khảo cổ học ở thời hiện đại. Ngay khi tin tức này được đăng tải, khán giả chia ra hai luồng ý kiến trái chiều. Có người mong đợi sự bùng nổ của nữ diễn viên ở dự án mới, song nhiều ý kiến khác lại tỏ ra khó chịu khi Kim Se-yeon liên tục được giao vai chính. Dưới bài đăng trên Sunbee, một số người xem để lại bình luận tiêu cực, làm ơn giao vai diễn cho người khác đi, tôi mong là cô ấy đừng nhận đóng chính, cô ấy nên cải thiện diễn xuất. Những lời than phiền tương tự cũng xuất hiện dưới dòng tweet về Kim Se-yeon của K-drama News hay ở phần bình luận tại trang Colors Playground. Tại sao cô ấy cứ liên tục được giao vai chính bất chấp kỹ năng yếu kém? Kim Se-yeon chưa bao giờ là diễn viên trong mắt tôi. Tôi không thể nuốt nổi bất kỳ bộ phim nào của Kim Se-yeon, mặc cho cốt truyện nghe có vẻ thú vị. Trong dàn sao của Born Again, Kim Se-yeon là người có thâm niên diễn xuất hơn hẳn hai cái tên còn lại gồm Chan Ki-yeon và Lee Soo-yuk, những người mẫu đá chéo sân. Tuy nhiên, khi phim lên sóng từ cuối tháng 4 cho tới hiện tại, cách biểu cảm nhã thoại của nữ diễn viên đều không gây ấn tượng bằng hai bạn diễn nam. Ở những phân cảnh đòi hỏi chiều sâu nội tâm, Kim Se-yeon bộc lộ điểm yếu trong kỹ năng diễn xuất và gương mặt thiếu cảm xúc, ánh mắt vô hồn. Diễn xuất 10 năm không tiến bộ nhưng luôn được o bế. Kim Se-yeon gia nhập làng giải trí cách đây một thập kỷ. Ngay ở tác phẩm đầu tiên là It's Okay, Daddy Girls 2010, cô đã được giao đóng chính. Sau đó, nữ diễn viên đảm nhận vai trò tương tự ở loạt dự án lớn như Bridal Mask, Five Fingers, Doctor Strange, The Follower in Prison, Atom, Queen, Love and War. Nhờ ngoại hình xinh đẹp, lại sở hữu nhiều tạo hình cổ trang ấn tượng. Kim Se-yeon được xem là một trong những mỹ nhân cổ trang nổi bật trên màn ảnh Hàn. Đóng phim liên tục là thế, nhưng suốt nhiều năm, Kim Se-yeon chưa thể thoát mát diễn đờ Bình Hoa Di Động. Gây tranh cãi về diễn xuất là vậy, nhưng mỹ nhân 26 tuổi lại rất thường xuyên được hợp tác cùng nhiều tài tử hàng A như Chu Won, Chu Ji-hoon, Lee Jong-suk. Do đó, khán giả càng có cớ so sánh kỹ năng diễn xuất của cô cùng dàn sao cực lực trên. Nữ diễn viên bị chỉ trích chê bai nhiều tới mức Jennifer từng có một bài viết có tựa đề "Có phải khán giả đang quá khắt khe với Kim Se-yeon?" Bài viết được đăng tải cách đây ít năm khi ngôi sao họ Kim lọt vào mắt xanh của đạo diễn nổi tiếng Lee Byung-hun, người đứng sau thành công của loạt bom tấn cổ trang như Daejeon-geum, Dong-ji. Một cuộc tranh cãi đã nổ ra trên diễn đàn Naver vì nội dung của bài báo đó. Nhiều cư dân mạng tiếp tục bày tỏ sự bất mãn với kỹ năng diễn xuất của Kim Se-yeon. Tôi không phủ nhận Kim Se-yeon có ngoại hình xinh đẹp, nhưng rõ ràng cô ấy thường chọn những vai diễn quá sức của mình. Cách nhã thoại và khẩu hình khi phát âm của Kim Se-yeon rất có vấn đề. Chẳng ai có thể chê bai nếu như cô ấy thực sự tài năng. Những bài báo kiểu bao biện tài trắng như thế chỉ khiến cho cô ấy thêm lười cải thiện diễn xuất. Diễn đàn Net cũng không thiếu những ý kiến tiêu cực. Kim Se-yeon nên dành thời gian tập diễn thay vì cứ nhận lời phỏng vấn để báo chí viết bài bênh vực cho sự yếu kém của mình. Không phải ngẫu nhiên mà người ta đồn rằng cô có người nâng đỡ, có rất nhiều người xuất sắc hơn cô, nhưng tại sao cô luôn giành được xuất diễn tốt hơn họ? Không thể nói khán giả khắt khe được, tại sao bài viết trên lại chỉ trích người xem khi họ cảm thấy Kim Se-yeon không thể làm tốt công việc của một diễn viên? Đến nay, dù gặt hái được một số giải thưởng truyền hình danh giá, thế nhưng diễn xuất của Kim Se-yeon vẫn chưa thể chinh phục phần đông khán giả. Trong các tác phẩm của Kim Se-yeon nổi tiếng với khán giả Việt nhất có lẽ phải kể đến bộ phim Doctor Strange, Bác sĩ xứ lạ phát sóng vào năm 2014. Kể từ khi phát sóng đến nay, Doctor Strange, Bác sĩ xứ lạ luôn là một trong những tác phẩm truyền hình được nhiều khán giả nhận xét tốt. Tuy nhiên, đó lại không đến từ diễn xuất của Kim Se-yeon, mà thay vào đó, nội dung hấp dẫn và người được nhắc đến nhiều hơn là bản diễn của cô Lee Jong-suk và nữ diễn viên Kang So-ra.
Trong phim, Jin Se-yeon được ưu ái cho vai nữ chính sánh đôi cùng Lee Chung-sup. Thế nhưng, sự nhạt nhòa của nữ diễn viên đã khiến khán giả đồng loạt mong nam chính đến với Kang Sora. Cũng qua bộ phim này, Jin Se-yeon từng vướng nghi vấn hẹn hò Lee Chung-sup khi cả hai có những màn tương tác trong hậu trường còn ngọt ngào và tình tứ hơn trên phim. Những bức ảnh hậu trường cực đáng yêu của cặp đôi Lee Chung-sup, Jin Se-yeon khiến các fan vô cùng thích thú. Trong phim, chuyện tình của họ là một chuyện tình buồn và khán giả đã thấy được qua những tập đầu tiên. Tuy nhiên, những hình ảnh hậu trường lại khiến khán giả ấm lòng hơn khi nhìn họ thật xứng đôi và hạnh phúc. Nhiều khán giả khi xem những hình ảnh này đã bình luận trên các mạng xã hội rằng nếu họ là cặp đôi thật sự thì tốt biết mấy. Trong phim, chuyện tình của họ trắc trở quá. Nhìn Lee Chung-sup và Jin Se-yeon thật tươi, ước gì họ là cặp đôi. Hình ảnh Lee Chung-sup trong phim thật tuyệt vời. Ngoài đời anh ấy cũng rất là rạng rỡ. Hiện tại, sau bộ phim tái sinh, khán giả đang rất mong chờ Jin Se-yeon sẽ có màn trở lại bùng nổ hơn. Nhiều fan hy vọng nữ diễn viên sẽ có cho mình những vai diễn thể hiện chiều sâu và thử thách diễn xuất hơn thay vì gắn liền với danh xưng mỹ nhân cổ trang như hiện tại.